Tôi người lính Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Loan thuộc tiểu đoàn 2 Thủy quân lục chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thủy quân lục chiến, một binh chủng thiện chiến với nhiều danh xưng như quái điểu, soái biển, kình ngư, hắc long, thần ưng, hùm xám, ó biển, mãnh hổ. Thế nhưng khi nhắc đến thủy quân lục chiến, những ai đã từng biết đến sư đoàn này không thể không biết đến tiểu đoàn 2 Trâu Điên. Số là vào ngày 21 tháng 2 năm 1966, thì tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến đã đụng nặng với một đơn vị thuộc sư đoàn Sao Vàng Cộng sản Bắc Việt ở tại ấp chiến lược An Quý, Bồng Sơn ở Bình Định. Đây là một ấp chiến lược quỹ cũ của Việt Nam Cộng Hòa đã bị nghĩa là trung đoàn Sao Vàng đã xâm nhập và chiếm, thành ra khi lấy lại cái ấp chiến lược này không phải là dễ, bởi tất cả những giao thông hào và những hệ thống phòng thủ địch đang phòng thủ ở trong đấy mà mình từ ngoài ruộng lúa đánh vào. Phải nói trong trận đó tiểu đoàn 2 cũng hy sinh một đại đội trưởng là Trung úy Nguyễn Ngọc Điệp, khóa 17 Đà Lạt, đại đội trưởng đại đội 3 và một số sĩ quan bị thương vong. Phải nói như vậy. Và khi đã tràn ngập được cái ấp chiến lược đó, địch rút chạy, thì họ đã nói với nhau, nói vào cái tụi lính thủy đánh bộ này nó đánh gì mà như là gà một lũ trâu điên. Đó, thành ra khi mà tiểu đoàn về hậu cứ nghỉ đó, thì Trung... lúc bây giờ là thiếu tá Lê Hằng Minh tiểu đoàn trưởng, thiếu tá mới nói bây giờ có lẽ mình cũng nên lựa một cái tên nào cho nó vui vui một chút đó để mà đặt cho tiểu đoàn đó. Thì anh em mới ngồi nói chuyện và cuối cùng á thì bảo thôi bây giờ mình vừa cái trận vừa rồi ở tại An Quý mà mình địch nó đã gọi mình là trâu điên rồi, thì bây giờ thôi mình cứ lấy cái tiếng trâu điên mình đặt luôn đi. Đó, thì anh em mới đồng ý và đã xin ý kiến với lại Trung tướng Lê Nguyên Khang, tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến, thì Trung tướng cũng đã đồng ý để cho tiểu đoàn 2 được đặt tên là Trâu Điên. Đó chính là một vinh dự cho người sĩ quan trẻ Trần Văn Loan khi anh vừa tốt nghiệp trường Võ Bị Đà Lạt, thì nay được về ngay với tiểu đoàn 2 Trâu Điên. Tôi sinh ra tại Nam Định, một thành phố ở tại miền Bắc Việt Nam. Cho tới năm 1954 thì tôi theo gia đình di cư vào Nam, bởi vì gia đình tôi đã quyết định lựa chọn sống dưới chế độ tự do của miền Nam Việt Nam, tức là Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi tốt nghiệp khóa 23 trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, tôi đã tình nguyện và được ưu tiên tuyển chọn về phục vụ tại Sư đoàn Thủy quân Lục chiến, và tiểu đoàn 2 là đơn vị đầu đời của tôi. Tôi xin trân trọng kính chào quý chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quý đồng hương và quý vị khán thính giả của đài truyền hình Việt Today. Tưởng cũng nên nhắc một chút đến tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến của chàng sĩ quan trẻ mới ra trường. Tiền thân của sư đoàn thủy quân lục chiến chính là sự thành hình của tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến với biệt danh Quái Điểu vào tháng 8 năm 1954. Hai tháng sau, tức tháng 10 năm 1954, binh chủng thủy quân lục chiến được chính thức thành lập. Đến năm 1955 thì tiểu đoàn 2 Trâu Điên của người sĩ quan trẻ Trần Văn Loan ra đời. Vào cuối thập niên 50 và đầu 60 là lúc quân lực Việt Nam Cộng Hòa phát triển mạnh mẽ với nhiều binh chủng ra đời. Nói đến tinh thần chiến đấu anh dũng, quyết một lòng hy sinh bảo vệ từng tấc đất quê hương của các anh hùng thủy quân lục chiến, người dân miền Nam còn nhớ rất rõ cuộc chiến Tết Mậu Thân năm 1968, khi mà tất cả các tiểu đoàn thủy quân lục chiến đều lập nhiều chiến công. Và người dân miền Nam vẫn còn khắc ghi sâu đậm hình ảnh dựng cờ trên cổ thành Đinh Công Tráng, Quảng Trị trong mùa hè đỏ lửa 1972, là trận chiến đầu tiên với quân Cộng sản Bắc Việt có chiến xa trên chiến trường quân khu 1. Trải qua nhiều trận chiến thăng trầm như thể cũng như bao đồng đội khác, các chiến binh thủy quân lục chiến đã phải giã từ vũ khí trong ngậm ngùi vào cuối tháng 4 năm 1975. Điều mà cho đến bây giờ các anh vẫn ngỡ như là một cơn ác mộng. Phũ phàng thay, đó lại là một cơn ác mộng có thật. Trong
trở lại cùng anh sĩ quan trẻ Trần Văn Loan. Khi được điều về trung đội 16, đại đội 2, anh đã có trận đụng độ với quân Bắc Việt tại làng Vây, Khe Sanh trên đường hành quân đến chiến trường Hạ Lào. Tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến có biệt danh Trâu Điên đã dường như không phải sử dụng sức của Trâu Điên mà đủng đỉnh tiến vào chiến trường Lào đang đến hồi khốc liệt. Tôi về trình diện tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến có cái hỗn danh là tiểu đoàn Trâu Điên. Thì lúc bây giờ tiểu đoàn cũng mới từ Campuchia rút về, thì được nghỉ dưỡng quân ở tại hậu cứ trước khi tham gia chiến dịch Lam Sơn 719 tại Hạ Lào. Theo cái truyền thống của thủy quân lục chiến, sĩ quan mới về đơn vị lại phải đi OGT, tức là đi quan sát của một vị trung đội trưởng thâm niên để mà học hỏi kinh nghiệm chiến trường. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao thì thiếu tá Nguyễn Xuân Phúc, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến, và đại úy Trần Văn Hợp cũng đã quyết định đưa tôi về nắm trung đội 16 của đại đội 1 tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến. Và như quý vị biết, cái trung đội 16 là một cái trung đội lừng danh của đại đội 1 cũng như là của tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến, đã được Tổng thống Hoa Kỳ Nixon vinh danh trong cái trận đánh tại Prey Ven, Campuchia. Báo chí và các đài truyền hình Hoa Kỳ đã ca ngợi vị trung đội trưởng là thiếu úy Nguyễn Văn Nhân và trung đội 16. Thì tôi lại được bổ nhiệm về làm trung đội trưởng trung đội 16 ngay, chứ không cần phải qua giai đoạn quan sát chiến trường hay là nắm trung đội nặng. Đó là một cái vinh dự cho tôi. Khi đã mang cái vinh dự thì phải có cái trọng trách. Nhưng tôi cũng đã cố gắng âm thầm học hỏi. Ở đây mình nói là mình là một platoon leader, một trung đội trưởng. Nhưng mà thực ra cũng phải âm thầm học hỏi kinh nghiệm chiến trường của những vị tiểu đội trưởng, hạ sĩ quan, trung sĩ nhất hay là thượng sĩ, họ đã dày dặn kinh nghiệm chiến trường qua chiến đấu, và mình cũng phải đã âm thầm học hỏi ngay chính kinh nghiệm của những thuộc cấp mình, dù họ chỉ là cương vị một tiểu đội trưởng hay một trung đội phó mà thôi. Và cái trận khi mà chúng tôi được đổ quân xuống Khe Sanh, lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến gồm 3 tiểu đoàn, tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 7 được đổ xuống Khe Sanh, bởi vì thủy quân lục chiến là thành phần trừ bị của chiến dịch Hạ Lào. Đó, chúng tôi được đổ quân ở đó và chúng tôi đã hành quân ở tại làng Vây Khe Sanh. Thực ra thì trong thời gian đó đụng độ cũng không có nặng lắm. Cho mãi đến khi mà được trực thăng vận đưa vào chiến trường Hạ Lào thì trận đánh cũng đã trở nên sôi động. Và những cái trận đánh tôi còn nhớ là đi lục soát tại các bản của người Lào và Thượng Lào, chúng tôi cũng đã đụng với Pathet Lào và nhiều đơn vị của đối phương, tức là quân Cộng sản Bắc Việt. Trận thử lửa đầu tiên của người sĩ quan trẻ không đáng để anh bận tâm, vì lòng anh đang mong chờ những thử thách ác liệt hơn nữa để chứng minh về sức mạnh của một con trâu điên chiến lược. Tỉnh đúng nơi và điên đúng chỗ. Cuộc hành quân Lam Sơn năm nào có lẽ không bao giờ có thể quên được đối với các anh, những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi bị trúng một mảnh đạn ngay đùi, và ngay hiện bây giờ mảnh đạn vẫn còn nằm ở trong xương đầu gối của tôi, và một mảnh nữa nó nằm ở trong, bởi vì mình đang ở thế nằm, thành ra một miếng ngay ở tại cũng bàn chân trái luôn. Thì lúc bây giờ tôi quay ra tôi hỏi ông trung úy Bùi Ngọc Dũng, ông đàn anh của tôi, đại đội phó đại đội 2. Ở Đà Lạt chúng tôi hay gọi nhau là niên trưởng, đàn em gọi đàn anh. Tôi bảo niên trưởng ơi, tôi bị thương rồi, ông lo, ông rút lui đi. Thì tôi thấy ông ấy thều thào quá, tôi nhìn ở trên khuôn mặt của ông ấy, ông có bộ râu quai nón rất là đẹp, máu bắt đầu ứa ra. Đó thì tôi lật mặt ông ra thì tôi thấy máu ra nhìn như vậy, nhưng mà tôi không nghĩ là cái vết thương đó là quá ác, đã xuyên lên tới não của ông rồi. Đó, thành ra lúc bây giờ thì anh em thấy tôi nằm ở ngoài mới họ kéo chân tôi vào. Họ kéo chân tôi vào, nhưng mà còn cái đầu của tôi thì vẫn còn ngoài. Và một viên đạn cối đã nổ xuống và đạn đã xuyên qua nón sắt, nón nhựa của tôi, găm vào đầu tôi, máu đã ướt hết cái áo. Đó thì lúc ấy tôi cũng bị cái viên, cái quả cối này, thành ra tôi bị nặng quá trên đầu, thành tôi ngất đi. Cho đến khi mà tiểu đoàn bắt đầu kêu gọi pháo dập thì địch bắt đầu mới ngớt cái tiếng cối để yểm trợ trên chiến trường,
và tôi đã được đưa ra bãi đáp trực thăng để mà trực thăng Mỹ bốc di tản về Khe Xanh, tức là nơi đặt bộ chỉ huy tiểu đoàn quân y thủy quân lục chiến. Đó thì khi mà tải thương đó, thì người tôi giờ chỉ có một cái lai pân sâu cuốn ngang người, và ông Trung úy Dũng đó, đây là nghe lại những lời kể sau này, là ông cái áo trận đầy máu me của tôi với cấp bậc và tên tuổi lại để trên, để lộn trên cái cáng của Trung úy Dũng. Tôi với lại Trung úy Dũng thì được tải thương ra ngoài để thất hạm đội tàu y tế của hạm đội 7. Sau đó khi tôi khỏe thì tôi nói thiệt cũng không biết gì, khi khỏe thì đưa về bệnh viện Nguyễn Tri Phương nằm tạm đó để chờ có phi vụ rồi sẽ đưa về bệnh viện Lê Úc Xanh của sư đoàn thủy quân lục chiến ở tại Tam Hà Thủ Đức, ở tại rừng cấm Thủ Đức. Tôi cũng không biết là như thế nào sẽ đến, mà không biết là ông tình trạng của ông Dũng như thế nào. Thì sau một tháng được từ hạm đội 7 về bệnh viện Nguyễn Tri Phương thì chúng tôi được di tản về phi trường Tân Sơn Nhất và đưa về bệnh viện Lê Hữu Xanh của thủy quân lục chiến. Ở tại bệnh viện Lê Hữu Xanh thì tôi cũng không biết là tình hình ở ngoài như thế nào, thì mình nằm trong viện. Tôi nhớ buổi sáng ngày hôm đó là có ban phát lương của tiểu đoàn 2 tới phát cho các thương binh thủy quân lục chiến ở tại khu ngoại thương 1. Lúc bây giờ thì ngoại thương 1 là nơi dành cho các sĩ quan, nhưng mà anh em binh sĩ bị thương nặng cũng vẫn được nằm chung. Thì buổi sáng ngày hôm đó tôi thấy Thượng sĩ Năm Ngợi là phát hướng viên của tiểu đoàn, ông ta tới để phát lương, thì tôi mới ngồi dậy và chạy tới chỗ ông ta, thì tôi vỗ vai ông ta. Ông ta đang phát lương thấy có người vỗ tay ngó lại, ông ấy chợt nhìn thấy tôi là ông ta không phát lương nữa. Ông với lại Trung sĩ Nhất Xung thuộc ban quân lương là xếp tất cả những tiền bạc chạy đâu mất. Tôi cũng không nghĩ là cái chuyện mà ông ta, thì tôi cũng bảo kỳ quá, sao mình ấy mà ông đi đâu nữa. Tôi về tôi nằm, thì chập sau lại nghe có tiếng mà ồn ào ở ngoài cửa đến. Và té ra là Đại úy Trương Đình Thắng chỉ huy hậu cứ, rồi Thượng sĩ Nhất Phiên ban 1 và một số người chạy tới, chạy vô nhìn thấy mặt tôi, họ lại bỏ chạy ra, tôi cũng không hiểu cái gì. Rồi mãi chừng vào khoảng gần tiếng đồng hồ sau thì tôi thấy tiếng ồn ào và tiếng khóc bù loa ở ngoài cổng cửa vào, té ra mẹ tôi và gia đình rồi. Tức là thực thì là đã chạy té ra trong thời gian họ chạy về họ báo tin cho ông bố tôi và gia đình. Bởi vì trước đây khi mà báo tử cho tôi á, thì họ nói là khi nào xác của tôi về thì sẽ báo để gia đình tới nhận xác. Thành ra khi mà ông bố tôi thấy hậu cứu tiểu đoàn 2 lên là ông ấy thôi chết rồi, xác nó về rồi. Thì ông ấy lại bất tỉnh thêm một lần thứ hai nữa. Nhưng mà khi vào thì Đại úy Trương Đình Thắng và Thượng sĩ Nhất Phiên trưởng ban 1 nói, cụ ơi cụ không, thiếu úy còn sống chứ không có chết. Họ kia thấy là lên xe lại chạy vô bệnh viện Lê Hữu Xanh được. Đó thì lúc bây giờ tôi mới biết là tôi đã bị báo tử một tháng nay về nhà rồi. Mà cái thời gian tôi di chuyển hết từ bệnh viện này qua bệnh viện khác. Đó, thì báo tử, đương nhiên là, nhưng mà tôi chết mà tôi không chết thì chắc chắn phải là người khác. Và cái người đó thì tôi không ngờ lại chính là niên trưởng Trung úy Bùi Ngọc Dũng, đại đội phó đại đội 2, tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến đã hy sinh khi tải thương chung ra hạm đội 7. Thì vì vết thương quá nặng cho nên Trung úy Dũng đã hy sinh. Và theo nguyên tắc á, là khi nếu mà hy sinh ở ngoài biển á, thì họ thủy táng vứt xác xuống biển chứ không có đưa vào đất liền. Thì đó là lý do mà tại sao mà báo lộn từ Trung úy Dũng qua tôi. Trong những cuộc trò chuyện bên tách cà phê, anh nói với chúng tôi, sau lần báo tử hụt với gia đình ấy, biết là có thể chết bất cứ lúc nào trên chiến trận, nhưng hình như cái máu binh nghiệp đã thấm vào tim tử lúc nào không hay. Thời gian trị thương cứ thấy người bức sức lắm, nghĩ tới việc được cầm súng tung hoành trên trận địa cùng chiến hữu vào sống ra chết là lại thấy người hừng hực như có lửa cháy trong lòng ngực của mình. Sau khi vết thương đã lành, những tưởng người sĩ quan trẻ của trường võ binh Đà Lạt Trần Văn Loan sẽ ngại ngùng trước bom đạn vô tình, nhưng không, anh lại tiếp tục lầm lũi xin ra trận, và cuộc chiến đang vào hồi khốc liệt ấy lại đưa anh ra thẳng chiến trường Quảng Trị với mùa hè đỏ lửa.
từ ngày 9 tháng 9 cho tới ngày 16 tháng 9 là cái thời gian quyết định mà chúng tôi đã chiếm được cổ thành Quảng Trị vào ngày 16 tháng 9, tức là chỉ có 3 ngày hết hạn, 3 tháng xông lên thừa thắng tái chiếm lãnh thổ của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Nói như vậy là xương máu của hai bên đã bỏ ra rất nhiều. Chúng tôi những người lính miền Nam, những người lính mà tổng trừ bị là những người lính chuyên nghiệp, phải nói là như vậy, nhiều kinh nghiệm chiến trường. Khi so sánh với các lực lượng của quân Bắc Việt, chúng tôi tiếc là những chất xám của thủ đô Hà Nội đã bị đưa vào chiến trường miền Nam. Họ là những sinh viên của các trường đại học Bách Khoa, Đại học Tổng hợp, Đại học Mỏ Địa chất, Đại học Xây dựng, Đại học Sư phạm. Chúng tôi khi đụng trận thì chúng tôi cũng đã gặp được rất nhiều, là bắt được những tù binh Cộng sản Bắc Việt, phải nói là như vậy. Những người tù binh này họ đã bị tuyên truyền, tức là họ đã bị chính trị viên của họ, chính ủy của họ tuyên truyền là nếu mà các đồng chí mà gặp tụi lính thủy đánh bộ châu điên là nó sẽ bắt được, nó sẽ moi mắt hoặc là nó cắt lưỡi, nó mổ bụng. Thành ra anh em coi như bộ đội của quân miền Bắc á, họ rất là run sợ khi họ biết được cái đơn vị mà họ đụng và họ bị bắt là tiểu đoàn 2 châu điên thủy quân lục chiến. Họ hận thù chúng tôi tới cái mức độ như thế nào, như là ở trong trận Lào có những người lính thủy quân lục chiến tiểu đoàn 2 trước khi bị giết họ đã dùng lê ba tác dụng, họ đâm nát cái con châu điên ở bên cánh phải của chúng tôi, phải nói là thẳng như vậy. Nhưng mà khi bắt được, tù binh nghe báo đưa về bộ chỉ huy tiểu đoàn, nó đã đưa về. Tôi không hiểu sao có nhiều người bộ đội họ bị uống thuốc kích thích cái sao đó, nghĩa là họ chửi bới mà cũng đánh đập luôn cả những thương binh của mình tải về chung với họ trên một chiếc M113. Hành tới nơi khi mà đưa về thì thôi, tôi cũng cố gắng giữ sợ anh em họ nổi nóng rồi họ lại có những cái hành động không tốt đối với những người tù binh đó. Thì vào về đến nơi chính tôi cũng hỏi, đưa cho các cố vấn Mỹ móc thuốc ra mời họ hút, họ cũng rất ngạc nhiên không dám hút. Nhưng mà họ không ngờ tại sao lại có thể đối xử tử tế với địch quân như thế này. Bởi đó là cái định luật của chiến tranh, khi đã bắt được người ta rồi là mình coi là họ cũng như là con người và không bao giờ để xảy ra những cái trường hợp đánh đập tù binh hoặc là có những cái hành động nhục hình nhục phẩm họ, mặc dù họ là kẻ địch đối với chúng tôi. Tôi sau khi cuộc chiến chấm dứt, thực ra thì tôi đã bị bắt ở tại mặt trận với lại đơn vị của mình kể từ ngày 27 tháng 3 năm 1975. Thì 30 tháng 4 là miền Nam mới thất thủ qua cái sự đầu hàng của ông Dương Văn Minh. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa có nhiều người coi như bị bức tử rồi. Thì tôi bị đưa vào trại tù binh, lúc bây giờ còn là quy chế tù binh của Việt Cộng. Phải nói là vô đoàn 76 là lo vấn đề ở tại Tà Cơn Khe Xanh. Vâng, tôi đã trải qua các trại tù Tà Cơn Khe Xanh, rồi Cồn Tiên Dốc Miếu, rồi trại tù Ái Tử. Đó là do bộ đội quản lý. Mãi tới năm 1979 khi mà có cuộc chiến tranh biên giới giữa Trung Cộng với Việt Cộng thì chúng tôi bộ đội họ ra tiền tuyến thì bàn giao lại cho công an và chúng tôi đưa về gọi là cải tạo ở tại trại cải tạo Bình Điền do công an Thừa Thiên Huế họ quản lý. Trong suốt 12 năm gọi là cải tạo đó thì thực ra thì tôi chỉ có lao động có 1 năm mà. Bởi vì tôi đã trốn trại tới 3 lần nhưng không thoát, phải nói như vậy. Và tôi chịu mọi hình thức kỷ luật. Đương nhiên mình làm mà không thành công thì mình phải chịu kỷ luật thôi. Những hình thức kỷ luật thì tôi chấp nhận với bộ đội. Và tới năm 79 thì chúng tôi được bàn giao qua công an Bình Trị Thiên. Thì họ coi hồ sơ của tôi thì họ thấy 3 năm, coi như là 3 lần trốn trại. Thì tôi nhớ có một ông đại úy công an, ông là
trưởng trại của tôi, ông coi hồ sơ. Thì ông mấy bữa ông mới có kêu một ông một anh trung sĩ công an làm về an ninh là đưa lên tôi ông coi, ông xem mặt mặt mũi như thế nào mà cái thằng này nó trốn gì mà trốn lui trốn tới tới 3 lần, phải nói như vậy. Thì bữa hôm đưa tôi lên bị cùm tay lên tới nơi thì ông ấy cũng ra lệnh là cử cùm ra cho tôi vô ngồi nói chuyện. Thì thái độ của ông bề ngoài tưởng là hung dữ lắm, ông móc K54 ông đập ầm ầm ở trên bàn, bởi vì dân ngoài miền Trung mà Quảng Bình. Ông nói tao tưởng cái mặt mi là như mặt rạch mặt kiếc mà té ra mi mặt hiền khô mà sao mà trốn tới 3 lần. Ông ấy nói như vậy thì tôi cười thôi. Thì các đồng chí công an thấy thủ trưởng của mình giận dữ quá thì bỏ ra ngoài, nhưng mà tôi không ngờ ông thay đổi liền. Ông ấy móc bao thuốc lá Điện Biên, ông mời tôi nói tôi không hút. Ông ấy đâm chiêu một lúc, ông lại móc vào bao thuốc lá Tam Đảo Bao Bạc là dành cho cỡ thủ trưởng đấy nha. Tôi nói tôi không hút. Ông kỳ, ông bảo sao sĩ quan ngụy tụi mi là ăn chơi lắm mà sao không hút thuốc. Tôi bảo không, tôi không có hút thuốc bao giờ hết. Ông ấy cất bao thuốc mà ông ngạc nhiên, tao cho mi hút. Và không, tôi không hút. Rồi ông bảo thêm mi cũng uống bia. Và tôi không, tôi chỉ có đánh giặc thôi chứ tôi không có nhậu. Đánh giặc là mình quen miệng rồi. Thì cha hơi nhéo mặt chút chứ mà cha không nói. Giặc là vì cộng cả ông chứ còn ai nữa. Cái xong cha mới ngồi cho bảo thôi mi uống nước trà nhé. Có để sẵn cái ly nước trà rót đưa vào mặt tôi. Ông bảo tao coi hồ sơ thấy mi trốn trại 3 lần. Bây giờ mi ở với tao. Mi còn muốn trốn nữa không? Thì nói vậy sao tin được? Thì tôi cũng không có ý kiến gì hết. Ông bảo thôi, tao khuyên mi. Tao cũng là đại úy mà mi cũng là đại úy. Thằng nào cũng có đầu óc. Tao đã bị tù với mi ở tại Phú Quốc. Sức mấy mà tụi mi cải tạo được tao? Hoặc mày cắt cái đầu tao đi thôi. Thì mi trừ tao nghĩ tụi mi cũng như vậy à? Khoan hồng nhân đạo chẳng qua là chính sách nói cho vui với thế giới vậy thôi. Chứ còn sợ tụi mi ở tại địa phương lại tiếp tục chỉ huy mà đánh phá cách mạng, thành phải nhốt tụi mi lên đây. Đó, thì ông ấy nói, ông bảo thôi bây giờ với mi đó trốn trại 3 lần. Đó, thành ra tao khuyên mi. Nghe ông nói mi đừng có trốn nữa. Mà nếu mà mi mà trốn nữa mà mi không lọt đó, thì mi lại phải đền còn nặng hơn thế này nữa. Mà nếu mi trốn lọt thì tao chết, tao coi mi. Ông bảo mi cũng lạnh lắm, mi cũng đại úy, tao cũng đại úy. Tao nói thằng nào cũng có cái lý tưởng của mình hết. Hả? Không có cải tạo được tụi mi đâu. Nói vậy buôn đời nhưng mà cắt đầu tụi mi, cái cắt cái đầu tụi mi vứt đi thì mới gọi là được thôi. Nói như vậy. Cái ông nói sao ông chạy ra cửa, ông dòm dòm. Tôi cũng chả hiểu ông dòm ai. Thế ra ông dòm coi có chiến sĩ công an nào đứng nghe không. Ông vô ông nói tôi, ông ghé vào tai tôi. Ông nói cái câu đó mà tôi nhớ. Tao khuyên mi đừng có trốn nữa. Mi cố gắng chờ đợi khi nào cách mạng hết muốn nhốt mi, chứ đừng nói khoan hồng nhân đạo. Khi mi được trả về lại chạy ra cửa dòm. Tôi biết là người cộng sản nó sợ, nghĩa là nghe lén nghe ngóng báo cáo nhau. Tao khuyên mi khi nào về, mi muốn trốn đi Mỹ, đi Tây, đi Canada, đi Úc, mi cứ đi. Tôi nghe tôi bàng hoàng luôn. Tại sao không dạy tôi 3 cái chuyện là cách mạng, khoan hồng, nhân đạo, học tập tốt, cải tạo tốt để sẽ được trở về sum họp với gia đình, mà lại xúi tôi trốn khi tôi được về. Thành tôi nhớ cái lời của ông. Thành là khi về là cuối năm 87 tôi vượt biên qua Thái Lan, qua đường Campuchia luôn. Vâng, đó là những cái mà tôi nói. Cái ông giám thị công an này, anh em trong trại đặt ông là ông này là cộng sản dân tộc, biết thương nòi giống mình, chứ không phải thứ cộng sản Lenin, nó chỉ biết có giết và giết thôi. Cái chương trình XO của Mỹ đó, có sau khi tôi đã đến Mỹ, tôi đến Mỹ từ Philippines, trại tị nạn Bataan của Philippines, tôi đến Mỹ tới San Francisco, phi trường San Francisco vào ngày 21 tháng 2 năm 1989 là tôi đã đến phi trường San Francisco và người bạn bảo trợ tôi ở tại San Jose đã đón tôi về San Jose. Tôi phải nói cái thời gian đầu đó thì mình cũng hơi vất vả, phải nói thẳng như vậy, là cũng phải đi học để lập lại cuộc đời.
Thì tôi cũng thời gian tôi đi học cái khóa Technician về điện tử đó. Đó. Ở tại cái trường điện tử Việt Nam Vinh Sơn ở đường số 2. Đó, thời gian học thì ngoài ra thì cũng phải lo là kiếm sống, phải nói là như vậy. Cái điều mà gây cho tôi hết sức là xúc động là khi tôi làm chạy bàn, phải nói như vậy. Tôi đi làm ở tại một cái nhà hàng Việt Nam để kiếm sống và cũng để có tiền để làm những cái chuyện khác mà tôi đã có cái ước nguyện từ lâu rồi. Đó thì tôi còn nhớ một cái bữa hôm đó vào khoảng 11 giờ trưa, tôi thấy có một tốp người vô ăn. Thì tôi cũng bình thường thôi, họ là một cái hãng xưởng điện tử gì đó. Mà về sau này tôi biết là những nhân viên họ được review lên lương đó. Họ muốn tổ chức một bữa tiệc để cảm ơn cái người leader của họ. Đó thì khi mà tới tất cả ai cũng order cả. Thì tôi ra tôi lấy order. Thì tới một người mà gọi là leader đó. Họ cứ nhìn tôi chăm chăm mà. Không có order gì hết á. Cái xong anh ta nhìn xong anh ta. Tôi cũng không biết là cái chuyện gì. Thì anh ta lại ra ngoài cửa đứng hút thuốc. Phải nói là như vậy. Tôi cũng không hiểu cái chuyện gì. Tất cả lấy order đồ ăn rồi. Thế đó mang ra thì mấy người nhân viên họ thấy. Cái ông boss của mình cũng không chịu order. Ông đi quanh quẩn ông hút thuốc. Không hiểu có chuyện gì thành ngõ ông chịu ăn. Rồi cái xong này cái anh ấy đi hút thuốc hết hút thuốc, anh ấy sực nhớ anh chạy vô. Cái xong là anh ấy vô cái mình tới mình hỏi order đó. Thì tôi thấy nước mắt anh thấy chảy. Cái xong rồi và anh quên em rồi à, ông thầy. Tôi bàng hoàng hết sức. Em là Thọ đây, Phạm Thọ đây, hạ sĩ M79. Phải nói như vậy, của anh ngày xưa tại chiến trường Quảng Trị. Anh quên em rồi sao? Và tôi thấy tôi cũng khổ quá, tôi không biết sao. Cái sao mà nó không chịu order cái gì. Anh ơi, anh bị anh như thế nào này nọ. Em đã mất tin tức của anh quá nhiều. Tôi cũng chảy nước mắt luôn, hai anh em. Nhân viên họ cũng đâu có ăn cái gì đâu. Họ thấy tình cảm dạt dào. Thì anh ta mới tôi mới nói anh có anh có lầm không nọ kia, trời ơi ông thầy em lầm ông thầy sao được. Thì đó là cái cảm tình mà tôi dạt dào cái ngày đầu tiên khi ngấy một người gọi là thuộc cấp của mình mà ngày hôm nay họ là leader trong một cái hãng điện tử mà họ lại chạy ra họ quý mến mình như vậy. Đó là cái điều mà tôi rất là cảm động. Anh ta chết cách đây mấy năm vì vấn đề đi sửa xe cho một gia đình Việt Nam mới qua mà bị xe nó đẹp chết, tôi phải nói tức là chiến hữu Phạm Thọ của tôi. Đó, thành ra đó là cái cảm nghĩ ban đầu mà mình thấy rằng là cái tình đồng đội của những người đã từng cầm súng chiến đấu và ngày hôm nay sau bao nhiêu năm gọi là tị nạn mà họ còn nghĩ đến mình. Chứ nếu một người mà họ không có một cái giác quan thứ sau một cảm nghĩ thì họ đâu cần cái chuyện đó. Đó là cái điều mà tôi nói thiệt đã đưa cho tôi hết sức xúc động vào cuối năm 1989 đã xảy ra. Cái nợ binh nghiệp ấy xem ra không nhẹ nhàng như chúng ta hình dung khi gặp gỡ anh. Những gì mà người cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Loan và các chiến hữu đang thực hiện cho những đồng đội kém may mắn hơn thật đáng trân trọng biết bao. Các anh đã thể hiện cái tình đồng đội ấy một cách thiết thực. Những lá thư được gửi đi, những danh sách chiến hữu được gửi về và những món quà thiết thực được chuyển về Việt Nam đã chất chứa trọn vẹn mối tình đồng đội của người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Anh nói với chúng tôi, ngày xưa anh chia lửa chiến trường cho đồng đội, thì ngày nay không lẽ mình anh được tự do, mình anh được an nhàn hay sao? Và với anh, chúng tôi cảm nhận được cái cách anh thực hiện nguyện vọng để dành cho chiến hữu kém may mắn hơn ở lại Việt Nam, được anh xem như một trách nhiệm của một người anh lo lắng cho những đứa em của mình. Cái tình ấy nó thầm trầm, sâu lắng và ân nghĩa lắm.